Hey Joe, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ tiệc Pengu và cùng nhau xây dựng những cái đội hình mà anh em đã yêu cầu ở trên cái kênh YouTube của mình nha. Let's go! Khởi đầu thì tôi đang có một cái form của luyện rồng này, đại ca này, hắc ám này. Còn cái ấn đại ca ấy thì mình đã lắp cho con Zone rồi. Mà anh xem là con, anh em xem là cái con Zone này á, nó có biến thái không? Chứ tôi thấy là nó mạnh quá trời luôn. Chỉ với Zone một sao mà nó đã gớm như này rồi. Cơ mà nhá, cơ mà anh em mình đã từng có một cái clip về con Zone phiên bản là đại ca rồi. Không biết là trận này mình có nên làm nữa không. Úi giời, Zone vẫn có thể là cần được ạ. Cái gì đây, biến thái chưa? Ok, béo kinh à, béo kinh, béo kinh à. Văn bia cảm hứng, trí tuệ siêu công nghệ, khỏe mạnh kép. Văn bia cảm hứng à, đổi nốt xem nào. 8 điểm kinh nghiệm và 3 lượt đổi free on Nico Bad. Thôi bây giờ thì chúng ta cứ up cấp đi. Về game đấu này thì tôi sẽ thực hiện cái ý tưởng của bạn Nguyễn Huy Hoàng, Kain đại ca của em, anh bịp à. Và comment của bạn Trịnh Việt Hoàng, Kain đại ca anh ơi, bao uy tín. Bao uy tín à, thực sự là có uy tín thật không đây. Để trận này mình test xem sao nha. Chưa thấy Zone là anh mình chơi rồi. Kain đại ca cho nó mới mẻ xem nào, đúng không? Và đây là anh Quang. Anh Quang có gì nào? Anh Quang có Quiana thôi. Quiana xong đấu ấn Long Vương. Trời ơi, cái cọc gì mà nó đỉnh cao đấy nhở. Vừa có xong đấu vừa có Long Vương. Thế này đánh Lê Xin thì chỉ có mà hết nước trận. Còn tôi thì có một cái con có một cái cọc là ấn cảnh vệ, ấn pháp sư và ấn hắc ám. Đấy, thế nên là tôi cũng đang muốn bui theo một cái form như này, kiểu Kain hắc ám đi cùng với Y Lao thì chúng ta có cảnh vệ pháp sư mà lại còn thêm U Linh khi mà đi cùng với Kain nữa, đúng không? Chuẩn cơm mà nấu luôn, lệch làm sao được. Cường bui là chỉ có chuẩn. Anh em nào mà có ý tưởng gì hay muốn mình bui về những cái đội hình như thế nào ấy thì hãy mạnh dạn comment lên nha. Comment lên, tôi sẽ ghim cái ý tưởng của ông nào lên, làm ý tưởng ông nào sau đó thì tôi ghim cái comment đấy lên. Đấy, cũng như là trong quá trình mà mình làm video thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em chơi làm sao cho hợp lý và trả lời tất cả những cái comment của anh em luôn. Ghi gì đây? Thôi xong rồi, gặp ác quỷ rồi anh em ơi. Ác quỷ bồi bối rồi. Thế này là xin game chứ còn chơi cái trò gì nữa. Một cái cọc thần tài mà người đá cũng thần tài. Chết thật, chết thật rồi. Tầm này mà ông này đánh được 7 thần tài thì chúng ta là chỉ có niệm ấy, chắc chắn luôn. Anh em mình cố gắng đẩy máu với ông này đi. 39 số, ghê quá. Mà nãy giờ anh em để ý không, một gậy quy tiên với cả mình là chưa gặp nhau, hai ông vẫn là 100 máu. Thế này thì sao mà công bằng đây? Sao mà công bằng cho những cái người chơi mà đối đầu với những người như mạnh như tôi? Kiểu đôi khi chúng ta cũng cần phải gặp nhau để phá chuỗi thắng của nhau đi ấy. Tôi cũng muốn thế. Tôi cũng muốn gọi là Innova một cái. Chắc là mình sẽ lấy Morgana đi, cầm cung với cả gậy. Đẹp luôn. Húp vội. Cái gì đây? Chắc chắn là phải đại ca thứ hai rồi. Mình lấy cái luyện rồng thì nó cũng như là thêm một tướng và nó có cái khả năng là gây cái hiệu ứng thiêu đốt các bạn ạ. Đây, Morgana vào đây thì chúng ta có thêm U Linh. Nhưng mà đồ đạc à? Đồ đạc cho Kain thì tôi thấy là một cái quyền năng này, một cái huyết kiếm
và một cái ấn của đại ca, thì theo anh em có hợp lý không? Theo anh em hợp lý không? Còn tôi thì tôi thấy là cũng được. Tại vì mình đang có một cái lõi là quyền năng phi thường. Đấy, cái quyền năng phi thường này thì nó sẽ giúp cho Kain của chúng ta có được một cái ngưỡng là 40 stack thay vì 25 stack so với cái quyền năng bình thường. Vếu siêu to. Nhà đấy đánh thuật sĩ. Wow, Hancock Mo á. Gì mà ghê vậy ông thần ơi. Cóc Mo này nhả độc cũng kinh nha. Ui, do này bị nhốt rồi. Thôi xong rồi. Thế này thì bảo sao là không thua. Tự dưng là Zone của mình sau khi mà nó gập bụng ấy thì lại đứng ngay cái vị trí của con cóc và Morgana. Ui, 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 ui. Vậy mà thua được. Trời ơi, cay thế. Suýt nữa thì giữ được cái chuỗi thắng rồi. Cái ông véo siêu to này nhá. Ông này thì Jokdo bây giờ cần 6 tướng 3 sao chứ không phải là 5 tướng 3 sao như trước đây nữa nha anh em. Một gậy quy tiên. Một gậy quy tiên là con gì cầm gậy ở game này? Chắc là chỉ có Ngộ Không thôi đúng không? Ngộ Không cầm gậy thôi. Đây rồi, đây rồi. Không biết là con Volibear có ăn lại con Zone của mình không. Chạy đi Zone ơi. Đúng rồi, đỡ bị choáng anh em ạ. Tại vì con Volibear này kỹ năng của nó làm choáng gớm lắm. Cố lên, cố lên. Sức đau nhà này đi. Lại bị kẹt rồi. Chạy đi. Ai. Đúng rồi. Tầm này là về trang bị là tôi có lợi thế hơn. Người thì tôi cũng có lợi thế hơn. Thế thì sao mà đỡ được. Thì ông này có kiểu áo choàng ấy. Áo choàng thì nó không mạnh về những pha combat ở late game. Tôi có quyền năng tích số ngon hơn đúng không? Thắng là dễ. Tôi bị mất chuỗi. Ông cũng vậy. Ui anh em update nhiều thế. Kobuko 3 với cả là chó gắt 3. Làm tí hiền giả đi anh em nhờ. Cái bài Morgana, U Linh hiền giả cũng khỏe. Xếp bên này thì con cóc nó sẽ khè được cũng nhiều hơn. Nhưng mà cóc của mình cũng cần phải xếp những cái vị trí mà nó mà gần những con mà cấp sao cao đúng không? Cái đội hình nhà mình toàn là 1 sao. Mỗi con cào cào là 2 sao thôi anh em ạ. Wow wow wow. Nào lên 2 sao cả lũ đi. Lê Xin. Đây nè. Kain này. Đây rồi, đây rồi. Nhân vật chính, nhân vật chính. Nhân vật chính đã xuất hiện rồi. Nên thay đồ luôn ông nhờ. Hay là cho nó cởi chuồng tí cho nó ngại đi. Chút nữa thì anh em mình cho trang bị sau. Nó mới có cái động lực mà gánh được team. Cho cởi chuồng tí đi. Tập này là quỷ thư cơ. Thôi thì quỷ thư cũng được. Đây. Sojin thì mình sẽ ném cho Darius. Chúng ta sẽ lấy sang cho Morgana nhá. Cố lên nào. On. Muốn mua con On này phết. Wow. Nhưng mà Zone nó đã biến thái như này rồi. Cấp bậc của nó thì có 3 tiền thôi. Nhưng mà Kain thì chắc nó phải gớm hơn nhiều. Làm tí 4 tử thần nhảy. Huy hiệu tử thần được không? Bây giờ có huy hiệu tử thần là bú luôn. Game này chứng tỏ là tôi giữ máu tốt là nhờ cách tận dụng trang bị. Bộ đôi bùng nổ hy sinh và thăng hoa. Thăng hoa cũng ngon nha. Nhưng bây giờ tôi đang muốn có được một cái khả năng big update. Thì chắc là phải lấy bộ đôi bùng nổ. Một tướng 5 tiền và thêm 20 tiền nữa. Game này tôi sẽ lên 9 sớm và tìm Kain 3 sao cho anh em xem nhá. Đánh Kain 2 sao thì nó bẩn tay. Bẩn tay. Đây, mà Kain 2 sao thì anh em nào chả làm được, đúng chưa? Chơi là phải làm video là phải lên được 3 sao chứ tầm này 2 sao cái nỗi gì. Vút rồng luôn này. Còn cái gậy thì ném nốt cho Morgana. Cuồng đao à.
cùng đao thì cũng không cần lắm. Đi chợ làm thêm cái giáp lưới nữa thì anh em mình thêm cái quyền năng đi. Độ hình nhiều quyền năng cũng ngon. Còn như thế này thì chúng ta sẽ có 4 U Linh. Thử xem sao. Anh Quang ạ. Anh Quang. Ui, anh Quang này. Vệ sinh thế giới. Long Vương bước vào nữa, trời ơi. À, bước vào Long Đạo nữa, cái lõi. Lõi và cọc thế giới chưa. Người đá nhầm anh em ơi. Người đá. Ui, đứng đấy gặp bụng luôn. Xong cái lúc mà cần đứng đấy gặp bụng thì không gặp bụng. Không biết ở cái round này nó thể hiện cái gì. Zone nó thể hiện cái gì ở đây. Có gì không? King Red cho bạn chuẩn bị tạm thời và tồn tại trong 3 vòng đấu. Zira 3. Tập này thì mình sẽ lựa chọn trang bị phòng thủ đi. Đó là dây chuyền trục tội. Cấp 9 thì cái tỷ lệ mà xuất hiện những cái con bậc 4 thì sẽ ngon hơn anh em nhá. Con bậc 4 thì anh em mình sẽ tôi hay roll ở level 9 nó là 3 sao. Kiểu chúng ta còn tìm thêm họa sư ấy. Đôi khi là roll đen, anh em mình còn có thể là nhờ họa sư để vẽ. 124 số à. Trời ơi. Bối bối sư huynh ơi, tha mạng cho em. Bối bối ơi, bảo bối thân yêu. Đúng rồi, gặp luôn nè, gặp luôn nè. Gặp luôn thì cho tôi đánh yêu một cái nha. Đánh nhẹ nhàng thôi. Tầm khoảng là mười mấy máu cũng được. Ui, lắp hết đồ rồi. Bối bối này biết chơi thần tài chứ không phải là không biết anh em ạ. Cố lên. Nảnh có bù cô. Cột mốc 2 đại ca thì nó sẽ có được cái khả năng là gây sát thương chuẩn. Đúng rồi anh em ơi. Đấm bối bối đi. Không chút nữa bối bối mà đẻ trứng xong ấy thì anh em mình chỉ có mà ăn cức thôi. Ăn cức trứng thôi. 7 thần tài tôi yêu. 2 dốc đồ á. Dốc đồ mà không có 3 sao là như thế nào đây. Tầm này là chơi dốc đồ sẽ khó hơn thay vì cái phiên bản lần trước. Đây rồi, Kain, đừng. Đại sư. Bây giờ không lấy được Kain thì chắc là rất là tiếc. Tại vì nó vừa cầm giáp, cái trang bị mà tôi đang muốn làm thêm cái cuồng đao. À, quyền năng, nhầm. Ngon rồi. Đây, quyền năng đây. Ném nhẹ cho con Kain này. Giữa Kain 1 sao và con Zone 2 sao thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên giữ cho Zone để giữ máu thêm. Chứ bây giờ thay đổi thì nó cũng hơi vội quá đúng không? Vội thì anh em mình sẽ bị yếu đi thôi. Anh em ơi đấm bối bối đi. Và đây là Bell King. Kha'Zix phiên bản là bằng cuộc ạ. Một đội hình thiên cung hình như đang có dự tính mạ vàng nhờ những cái lượt quay thần thánh. Nico 3 sao, 3 trang bị phòng thủ. Gớm vậy ông thần ơi. Bên đây thì cao cao kìa. Cao ác thật. Nhưng vẫn còn giò nè anh em ạ. Cái bài cào cào carry mà gặp tôi thì chỉ có mà gãy cánh. Đánh cho gãy cánh luôn. 94. Ui, game này tính ra là mình xanh quá nhở. Xanh với cả là giữ máu ổn này. Có tiềm năng này, có tiềm năng này. Ui, Quiana Darius. Với cả là nhiều anh em update 3 sao thế. Cái đội hình nhà mình tí hon nhưng mà nó lại hiệu quả này. Đội hình nhiều 1 sao nhưng lại hiệu quả. Chất lượng tuyệt vời. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Angelo Moto luôn. Ai đây. Một gậy quy tiên. Zira là phiên bản là song đấu Darius 3 sao thiên cung. À có quý nhân song đấu. Ôi thôi xong rồi. Rồi nè. Sao lại đứng ở đấy. Úi rồi. Nó múa kìa. Mày mà thua tao bán mày đi luôn này. Ừ. Xong rồi đấy. Chuẩn bị đổi đao thôi anh em ơi.
đổi đào thôi. Đào này bây giờ phế, đào đào Zone bây giờ là phế rồi. Đổi đào nhưng phải lên được Kayn 2 sao nữa chứ đúng không? Chuẩn bị mà anh em mình. Đây rồi, họa sư luôn. Game này là cố gắng lên Kayn 3 sao sớm sớm xíu. Chúng ta là còn cho nó thể hiện đúng không? Lissandra và Azir. Một phần thì để có thể thắng được cái game này thì anh em mình nên update level 10 và tìm đánh Exodia thì có một cái tỷ lệ thắng top 1 cao hơn và gia tăng cái tỷ lệ xuất hiện được tướng 5 tiền 3 sao. Nhưng mà tôi phải thực hiện cái ý tưởng Kayn 3 sao đã chứ đúng không? Kayn 2. Xylas 2 mẹ giật mình. Đây họa sư này, Irelia, trời ơi. Vẫn phải bán thôi. Ui. Có thể Kayn có ra không ạ? À? Đau đầu thế nhờ. Bán con này đi. Cho này vào cũng là 4 hắc ám thêm tí cảnh vệ. Kayn đâu? Không có Kayn thì anh em mình chưa đổi đào được. Làm cái dây chuyền nữa đi. Bắt đầu thua rồi đấy. Cảm giác là bắt đầu thua mạnh rồi đấy anh em ạ. Ui, Zone này nó vẫn gớm quá. Chém tanh là như con kiểu cột bốc hai đại ca ấy anh em. Là khắc tinh của những con tanh trâu. Khắc tinh. Đâu rồi? Y lao. Trời đất ơi. Cốt ra không thì bảo đây. 46 tiền mình có nên liều không nhở? Bây giờ mà anh em mình mà liều mà đánh đổi con ấy 3 sao thì nó lại không hay đúng không? Liều mà để có một cái con ấy 3 sao thì nó lại là hơi mà hơi phí ấy. Ờ. Ui. Anh này như xóa tiền rồi. Anh này xóa tiền rồi các bạn ạ. Xóa tiền và đánh thêm chuỗi thắng này. Chắc cú quá đi. Kayn. Kayn 1 sao vẫn quá là ca đuối. Nhưng phải cho nó vào thể hiện sớm một tí chứ. Darius phiên bản là đại ca luôn à. Morgana 2. Kai'Sa. Ui, mãi mới lên được anh em ạ. À. Bực mình thật. 69 máu. 3 stack, 4 stack. Anh em mình cũng không có Gia hay là gì hết. Thế nên là cũng không cần nhiều tộc hệ làm gì đâu. Tạm thời thì cứ để ở đây đi. Round sau thì mình sẽ tìm một con Kayn để anh em mình vẽ. Xem nhà này nào. Nhà này chắc là muỗi không ấy mà anh em. Đầu sĩ gặp tôi thì chỉ có mà đái. Rồi, Kayn đã đi gặp bụng. Anh ấy đã căng. Anh ấy đã căng. Ui. Nó quét kìa. Cái sát thương chuẩn mới là một cái vấn đề mà. Một cái mà kiểu khắc tinh. Tất tần tật. Những con mà trâu bò đúng không? Cố lên, cố lên. Thôi xong rồi, bối tầm này là để chứng được là anh em mình chỉ có mà đi bụi hết rồi. Anh em mình đánh ấy quá à. Mình nên lấy gì không? Không có ấn hắc ám. Có ấn bắn tỉa vào trong đấu. Họa sư à? Họa sư 2 à? Cũng được này. Ui sợ mất luôn. Lấy cái này đi. Ờ. Mà vút đầu mình có rồi mà biết vậy lấy cái nanh Naso này cho con ấy cũng được. Đấy rồi, Kayn tới chơi. Mấy con nữa? Bây giờ mình mới 4 con, 5 con nữa. Round sau là anh em mình có thêm một con. Đây,
Bây giờ mình sẽ cho 4 tử thần vào nha anh em nhá. Bỏ đi U Linh. Mình nghĩ là bán con này đi cho nó kiếm tiền. Anh mình kiếm tiền để anh em mình roll. Tại vì cái cột mốc mà U Linh càng nhiều ấy thì sẽ giúp cho Cain của chúng ta càng mạnh. Đúng chưa? Con hắc ám thì cũng hên xui. Bình thường. Đây nhà này. Darius phiên bản là đại ca hả? Solo với đại ca bậc 4 của tôi xem như nào nha. Solo tay bo nha. Ui anh xoáy anh xoáy anh xoáy. Ui suýt thua. Suýt thua anh em ạ. Gặp thằng em bảo là comment là Cain đại ca là bao uy tín này, nên là mình có thể chơi thử đúng không? Đấy rồi. Azir Morgana. Nuôi không nhờ? Set 2 trời ơi phê. À chóc bây giờ lên level 10 thì làm thêm một cảnh vệ nữa. Còn tôi vẫn muốn giữ cái con họa sư để anh mình vẽ nha. Tại vì game này tôi cảm giác như là nó ảo lắm. Mãi mới lên được Cain 2. Mà trong khi không có họa sư thì sao mà chúng ta có thể lên được Cain 3 bây giờ? Đúng chưa? Wow, 2 Tam Ken 3. Ủa? Sao có Tam Ken kia bé xíu vậy ta? Có Tam Ken phiên bản là gương lừa gạt đấy. Anh em để ý ở cái chỗ bên cạnh con Nico không? Anh nào chưa xem lại thì có thể tua lại nhá. Nhìn nó bé xíu luôn. Trong khi con này nó to vãi. Rồi luôn. Gãy liền. Cho gãy liền chứ còn gì nữa. Ui sao bồi bối lên tận 30 máu rồi. Anh em đùa tôi à? Anh em ơi, không hội đồng được thì lại làm khổ nhau rồi. Lại là làm khổ nhau rồi các bạn yêu ơi. Con cua này cũng đội nó luôn. Nhìn hài ấy. Game này tính ra là tôi lựa chọn những cái lõi công nghệ mà khả năng lên cấp rất nhanh đấy. Game này mà đánh EXO thì phê. Ai đây? Một nhân bản, một nhân bản. Cái này mình sẽ lấy thêm cái áo choàng bóng tối cho đại ca cũng được. Game này tính ra là anh em mình lên đại cassette 3 do đó cho nó ấn thì không biết anh em có thích cái ý tưởng đấy không? Nếu thích thì comment để mình có thể săn xem sao nhá. Wow wow wow, thua nhà này á. Ủa sao thua được? Sao mà thua được nhờ? 164 số lên 200 số rồi. Thất bại thật rồi. Họa sư 2. Ông này cầm Morgana rồi mình cũng không lên. Không lên được con Morgana 3 nữa đâu. Cain này. Hai con nữa, hai con nữa, hai con nữa. Cố lên, cố lên. Nhanh tay nào. Nhanh cái hand xem nào. Anie King Bread 2. Anh em thấy chưa? Roll ảo quá. Đây cái nhà này. À cả bản chính thì con Tam Ken nó to hơn nhiều. Rồi nha, Cain đã đi gặp bông. Chuẩn bị đại ca tái xuất giang hồ. Anh xoáy kìa. Trời ơi, tắt điện luôn. Pam. Quá là cute. Hiện tại thì tôi đang bán nick sở hữu cái hiệu ứng kết liễu đẹp con Chitana này nha. Anh nào muốn mua thì có thể liên hệ qua cho mình. Hiệu qua face cho mình nhá. Ơ kìa Cain. Ui Zone 3. Trời ơi, khó quá nhờ. Tôi sẽ đợi
vẽ nốt một cái con họa sư, họa sư nó vẽ nốt con Kayn và mình sẽ bàn nó đi vào Roll. Roll khô máu luôn. Còn nhà này thì đang chuyển sang cho Lê Xin phiên bản đại ca rồi. Nhìn cũng gớm nha. Nó sút một phát về gặp bụng luôn à. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ui đại ca gãy rồi. Vãi chưa. Cuộc chiến của những đại ca. Có Kayn không? Không có Kayn trong video trận lần này. Chúng ta có ấn hắc ám thôi. Ấn hắc ám thôi à? À chắc là mình cũng sẽ phải lấy đấy. Đây lượm luôn nhé. Nhà này không lên được Lê Xin 3. Và chắc chắn chúng ta khi mà lên được Kayn 3 rồi ấy, là anh em mình top 1. Nhưng chỉ sau thần tài thôi. Top 1 trong lòng người hâm mộ. Ây à, 293 số nhưng mà vẫn rất là tham lam mà. Nhìn mà nó chảy dãi thế này. Nhìn mà nó thèm thế này. Nhìn mà ghen tị thế. Mình đây là thành quả của người ta anh em ạ. Đây lại một lần nữa đối đầu với một gậy quy tiền. Và có lẽ như là đây sẽ là round đấu cuối cùng của một gậy rồi. Rồi xong. Anh em xem này, Kayn 3 này. Ui 3.000 nam chuẩn. Cái gì đây? Như nào? Như nào đây? À nhà này cũng thua mình này. Nhưng mà lên tận 300 số. Xem là anh chàng này xóa chưa. Xóa rồi. À, tắt máy đây. Tắt máy không có chơi cái trò này được nữa rồi. Tôi nhìn không nhầm thì chắc là phải rơi tầm khoảng là 8 đến 10 cái ấn thần tài nữa. Vua rồi. Tập này thì chịu thua thật rồi. Cây hoàng kim đã vào sân. Là đại ca nhà mình có làm được không? Cần được không? Ui, rất là cố gắng rồi anh em ạ. 40 mấy nghìn sát thương. Cái cây hoàng kim này hình như là vô địch thiên hạ à? Anh em mình không có cách nào để đánh bại nó hay sao ấy chứ? Chỉ có cái là một hình như là một con họa sư 3 sao hoặc là Irelia 3. Mà bây giờ thì anh em mình lấy đâu ra đây? 9 thần tài 7 tuật sĩ. Thôi. Sư phụ tôi, sư phụ tôi rồi đó. Ông này sư phụ tôi đó. Chịu thua rồi đấy. Wow. Rất là nhiều trang bị mà anh chàng này thậm chí không lấy được nữa. 24 và 25 tiết. Đúng. Phải công nhận với anh em là thần tài là vua thật. Bây giờ thì chắc là mình cũng không còn cái gì để update nữa rồi. Hình như là cái ấn thần tài này á, à cái mà thần tài kia là nó gây sát thương phép. Hay là mình thử cho Kayn hai cái vuốt rồng xem là được trâu không? Không biết đâu lại lật kèo nhở. Hai cái vuốt nhá. Cái cây hoàng kim ấy là nó gây sát thương phép. Anh em để ý. Ai à. Ui không hạ gục được nó anh em ạ. Quá bá đi thôi. Dẫu sao thì đây cũng là một trong những game đấu khá là hay rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye. GG.